Và chúng ta bắt tay ngay vào bài ngày hôm nay với phần một lớn lý thuyết. À, với phần lý thuyết này, thầy chia làm 3 mục chính. Phần một lớn là thuyết đồ học phân tử chất khí. Với thuyết đồ học phân tử chất khí, thầy cần các bạn lưu ý 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, chất khí là gì? Nhớ thầy, chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. Cái thứ hai, đặc điểm của chất khí ra sao? Nhớ thầy, các phân tử khí thì chuyển động hỗn loạn, không ngừng. Và sự chuyển động này khi mà càng nhanh thì nhiệt độ chất khí sẽ càng cao. Được chưa ạ? Cái vấn đề thứ ba cần các bạn nhớ, đó là khi chuyển động hỗn loạn thì các phân tử khí va chạm vào thành bình và gây ra áp suất trên thành bình. Đây là 3 tiêu chí trong thuyết đồ học phân tử chất khí mà các bạn cần phải nhớ và thuộc nhé. Nhớ thầy nhé. Thứ nhất, cấu tạo khái niệm thế nào là chất khí. Thứ hai, cái đặc điểm của chất khí khi nó chuyển động ra làm sao, phải nhớ được. Được chưa? Vấn đề số 2 thì cần các bạn nhớ, đó chính là định nghĩa về khí lý tưởng. Khí lý tưởng là khí tuân theo đúng các định luật Boulmerios và Sackler. Còn khí thực thì không. Khí thực thì chỉ tuân theo cái phương trình trạng thái khí lý tưởng. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng nhìn đến đây. Ở mục 3 lớn, các quá trình biến đổi trạng thái của khí lý tưởng. Trước tiên, thầy giới thiệu các bạn cái phương trình trạng thái khí lý tưởng với khối lượng m của một khối khí là một hàng số. Lúc đó, chúng ta phải nhớ được 3 thông số quyết định một trạng thái của chất khí. Đó là áp suất T, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T lớn. Được chưa? Lúc này, bằng thực nghiệm người ta chỉ ra cho các em được. Đó là số tích P nhân V chia T chia nhiệt độ tuyệt đối là một hàng số. Và khi là một hàng số rồi, thì các em suy ra được P1 V1 chia T1 sẽ bằng P2 V2 chia T2. Ở đây có 3 thông số quyết định trạng thái của một khối khí, đúng nhỉ? Vậy thì khi chỉ có 2 đại lượng thay đổi và đại lượng còn lại không thay đổi thì người ta gọi đó là đẳng quá trình của đại lượng đó. Thế giả sử nếu như nhiệt độ tuyệt đối T không đổi thì người ta gọi là đẳng nhiệt. Nếu như thể tích V không thay đổi thì người ta gọi là đẳng tích. Còn nếu như áp suất P không thay đổi thì gọi là đẳng áp. Và với mỗi quá trình đẳng như thế, đẳng quá trình như vậy thì ta hoàn toàn có thể bỏ đi đại lượng đó trong phương trình trạng thái này. Được chưa các em? Ví dụ khi đẳng nhiệt thì ta T sẽ được tích P1 V1 bằng P2 V2. Đẳng áp ta bỏ P, tỷ số V1 trên T1 sẽ bằng V2 chia T2. Đẳng tích ta bỏ V, tỷ số P1 trên T1 bằng P2 trên T2. Đó, cứ thế mà ta sẽ suy ra được các quá trình. Được chưa? Đây, thầy có một cái bảng tổng kết lại cái kết quả mà chúng ta có.